Kính thưa quý vị, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2022. Hôm nay, ngày 16 tháng 4, tại Văn phòng Ban trị sự tỉnh, Chùa Bửu Quang, thành phố Sa Đéc và Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi diễn ra đại hội, các khâu chuẩn bị như đón tiếp đại biểu, trang trí hội trường, các khu triển lãm, cờ, băng rôn, áp phích đã gần như hoàn tất. Theo ghi nhận của phóng viên, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027 đã gấp rút đi vào hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tại Văn phòng Ban trị sự tỉnh, Chùa Bửu Quang, thành phố Sa Đéc, nơi sẽ diễn ra phiên trù bị cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng đại hội đã được treo khắp nơi, sẵn sàng chào đón các vị đại biểu về tham dự. Còn tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc, nơi sẽ diễn ra phiên chính thức của đại hội, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử phụ trách tiểu ban khánh tiết trang trí, triển lãm hình ảnh đang tất bật cho các công đoạn cuối cùng. Về tất cả những cái văn kiện, giấy tờ, biểu ngữ có liên quan tới cái đại hội, như quà lưu niệm, thẻ đeo của đại hội đại biểu, thì coi như là đã hoàn thành tất cả. Về cái ban văn hóa, thiết kế, hội trường cũng như những cái bản triển lãm về hình ảnh của 11 ban ngành, 12 huyện thị thành phố sắp xếp trong cái khuôn viên đại hội đã được ổn định, cũng như cái công tác chuẩn bị bố trí tượng Phật, như nội dung, biểu ngữ và các cái ở trong hội trường cũng như ngoài hội trường cũng đã hoàn thành. Các tuyến đường xung quanh ở thành phố Sa Đéc thì coi như là ban trị sự đó cũng xin chính quyền bố trí treo những băng rôn, cờ, áp phích theo những cái lộ trình mà từ văn phòng mà đi đến cái điểm hậu trường đại hội sắp tới đó. Như các đại hội khác là trong hội trường chúng ta cũng trang trí đúng theo tiêu chí chỉ đạo của Trung ương cũng như là chỉ đạo trực tiếp từ Hòa Thượng Chứng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh. Bên cạnh đó thì năm nay thì Hòa Thượng Trưởng Ban có chỉ đạo thêm là để triển lãm các hoạt động Phật sự của 12 huyện thị ở trong tỉnh và 11 ban ngành trong suốt nhiệm kỳ qua. Đó là cái nét khác của nhiệm kỳ này. Nhiệm kỳ trước thì chúng ta chỉ làm một cái phông và dán hình thôi, ghi tên thôi, còn hôm nay thì chúng ta làm hình mô hình gần như là 3D hết. Đó, mô hình nổi để mình cho mọi người trang trí thấy nó cảm thấy nó sinh động hơn, bắt mắt hơn. Từ khi Trung ương Giáo hội ban hành công văn 060 và 004, Thường trực Ban trị sự đã thảo luận, vạch ra một số kế hoạch tổng thể, thành lập các tiểu ban chuyên môn chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, đồng thời vận động toàn tăng ni Phật tử cùng chung sức đóng góp tài lực cho đại hội. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều phiên họp, trong đó để suy cử ra tiểu ban nhân sự đại hội, tiểu ban nội dung và tất cả các cái tiểu ban nhằm mục đích phục vụ cho Đại hội Phật giáo của tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 được thành công viên mãn. Đến giờ phút này có thể xem là tất cả các cái tiểu ban, các cái khâu đều được tất cả kiện toàn, hoàn thành được tất cả trách nhiệm. Xem như tất cả các cái mặt chuẩn bị của để tổ chức đại hội của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chỉ còn chờ ngày 18 tháng 4 năm 2022 là tiến hành đại hội để suy cử ra thành phần nhân sự của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027. Thì đến giờ này thì Phật giáo Đồng Tháp đã tương đối là hoàn tất để còn chuẩn bị để ra mắt đại hội nữa thôi. Tức là qua cái khâu nhân sự, lập ra cái ban nhân sự, rồi cái ban nhân sự để lo bàn bạc, thảo luận, hiệp thương với các cái ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh. Rồi nhiều cái phiên họp đã đưa đến thống nhất
chuẩn bị cho cái khâu nhân sự tới giờ này tương đối là hết sức tốt đẹp. Các cái khâu như là nội dung văn kiện hay là hậu cần, tổ chức, khánh thiết rồi để chuẩn bị các cái điểm hội trường, trang bị khánh thiết để chuẩn bị phục vụ cho đại hội, thì tới giờ phút này thì phải nói là đã chuẩn bị tốt đẹp. Thì cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh thì đại biểu các tỉnh trước khi về tham dự đại hội và cũng nhờ tất cả các trung tâm y tế các huyện thị hỗ trợ cái vấn đề test phòng chống Covid cho các đoàn đại biểu về tham dự đại hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp vào ngày 18 tháng 4 2022. Đến thời điểm hiện tại, trong hội trường chính, ban trần thiết gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho lễ khai mạc được diễn ra tốt đẹp nhất. Chỉ còn một ngày nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 4 với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Đại hội dự kiến đón tiếp khoảng 350 đại biểu là chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền các cấp, tăng ni Phật tử trong tỉnh.